Xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã ra clip về tiết luyện tập của bài số 5, đó chính là về hạn thức số 6 và số 7 cũng như là tổng hợp tất cả hai hạn thức thì chúng ta đã nắm rồi đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài số 6, đó chính là phân tích đa thức thành nhân tử. Thầy giải thích cái đầu đề một xíu này. Phân tích đa thức thành nhân tử nghĩa là chúng ta sẽ biến đổi các phép tính cộng trừ rồi đó trở thành là nhân tử, nghĩa là phép nhân, nghĩa là một cái tích nha các em. Ở đây phương pháp thứ nhất đó chính là bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Đặt nhân tử chung được chưa nào? Chúng ta đi sang phần ví dụ nhé. Trước khi đi sang phần ví dụ, chúng ta nhớ giùm thầy một công thức rất quan trọng ở lớp 6 chúng ta được học rồi. Ví dụ như chúng ta có a nhân b cộng a nhân c đi, thì các em thấy ở đây có a chung. Có a chung thì chúng ta sẽ đặt là a nhân cho b cộng cộng c, được chưa nào? Đó, nếu như ở đây trừ thì thầy ghi đây trừ, nếu ở đây trừ thì chỗ đây sẽ trừ, và nếu ở đây cộng thì đây sẽ là cộng. Đó, công thức là như vậy. Chúng ta xem thử trong ví dụ người ta sẽ làm như thế nào nhé. Thầy lấy ví dụ này, thầy sẽ giải luôn ví dụ một này. Thầy biết ở trong sách là có, nhưng mà trong quá trình làm có thể người ta không giải thích những cái mà chúng ta không đọc và chúng ta cũng hơi khó hiểu đúng không nào? Hãy viết 2x + 2 trừ 4x thành một tích của những đa thức. Thành một tích của những đa thức thì ở đây 2x + 2 trừ 4x. Tại vì chúng ta đang học là về phương pháp đặt nhân tử chung. Đặt nhân tử chung nên chúng ta thấy này, chúng ta xét về hệ số và biến. Ở đây là hệ số 2, đây là hệ số 4 này. Nói về hệ số thì chắc chắn là chúng ta đặt 2 ra chung. Còn về biến, ở đây là x·2 mà đây là x, nghĩa là x·1 thì chắc chắn có x chung, thì thầy sẽ đặt x ra chung đúng không nào? Như vậy, kết hợp cả hệ số và biến, hệ số là thầy sẽ đặt 2, còn biến là nó là x, đúng không nào? Thì bên trong này còn lại x·2 mà thầy đặt x·1 nên là bên trong còn lại là x trừ, ở đây số 4 đặt ra số 2 rồi thì bên trong còn lại là số mấy? Số 2. Còn x này đã ra bên ngoài x đây rồi thì nó không còn nữa. Đó. Như vậy chúng ta đã phân tích thành nhân tử bằng phương pháp đặt thừa số chung là như thế. Hiểu không nào? Ok, chúng ta xem thử người ta làm như thế nào. Đây, nghĩa là ở đây người ta tách ra thì cũng giống như thầy nói thôi, nó là x. Đây. Như vậy ở đây có cái này chung này. Hiểu không nào? Đặt cái đó chung ra. Đó. Như vậy thì phân tích đa thức thành nhân tử hay là thừa số là biến đổi đa thức đó thành một phân tích, thành một cái tích của những đa thức. Và chúng ta đặt ra chung nhé. Được chưa? Như vậy thì cách làm như ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung nha. Bây giờ chúng ta đi sang cái ví dụ 2. Phân tích đa thức 15x·3 -5x·2 cộng 10x thành nhân tử chung. Thì ở đây này, các em thấy này, 15x·3 thì bây giờ các em cứ hiểu như thế này này, chúng ta phải xét về phần hệ số và phần biến. 15, 5 với 10 thì chắc chắn á, chúng ta phải lấy cái số thấp nhất để ra chúng ta đặt, đó chính là số 5. Tại vì 15 thì bằng là 5 × 3, 10 này thì bằng 5 × 2, đúng chưa? Nói về biến thì đây x·3, x·2 để x thì chắc chắn chúng ta phải lấy x, chứ chúng ta không được lấy cái mũ, cái biến có số mũ cao nhất để chúng ta ra đặt, mà chúng ta sẽ lấy cái biến mà có số mũ thấp nhất nhá. Như vậy thì chắc chắn chúng thầy ở đây thầy sẽ đặt là, nói về thừa số thầy sẽ đặt số 5, mà nói về biến là thầy sẽ đặt là biến x. Như vậy thì chắc chắn thầy sẽ đặt là 5x ra chung nhá. Như vậy ở đây 15x·3 đây thầy sẽ phân tích trở thành là 5x nhân cho 3x·2, tại vì 3 × 5 thì bằng 15, x nhân x·2 đây thì x·3 thì đúng rồi. 5x·2 đây chúng ta sẽ phân tích ra trở thành là 5x nhân cho x, tại vì x nhân x thì x·2. 10x trở thành là 5x × 2, chúng ta có 5x này, 5x ra chung. Bên trong còn lại ở đây là 3x·2, x và đây là số 2. Còn cộng và trừ xen giữa thì chúng ta ghi lại thôi. Được chưa nào? Nó cũng khá là đơn giản và dễ hiểu, đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 là áp dụng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang phần 2 là áp dụng nhé. Chúng ta sẽ 2
áp dụng. Ta đi sang chấm hỏi 1. Phân tích các đa thức sâu thành nhân tử. Câu A. X mũ 2 trừ X. Như vậy ở đây xét về hệ số thì đây là người ta không biết, nghĩa là số 1. Số 1 thì chắc chắn là thôi, không cần phải đặt hệ số ra chung. Như vậy ở đây chúng ta xét phần biến thôi. Như đây là mũ 2, đây là mũ 1, chắc chắn là đặt mũ 1. Như vậy cái x mũ 2 này thì thầy sẽ viết trở thành là x nhân x trừ x nha, sẽ bằng, thầy đặt x ra chung, bên trong còn lại là chỗ đây là còn x, thầy ghi là x trừ. Thầy đố các em ở đây thầy ghi số mấy, số 0 hay số 1? Đó chính là số 1 nha, tại vì ngay chỗ đây chúng ta ngầm hiểu nó chính là x nhân 1 nha, được chưa? Câu B, ta có là 5x mũ 2 x trừ 2y trừ 15x x trừ 2y bằng, thì đây chúng ta xét này, nó có hai góc độ. Thứ nhất là đây là hệ số là 5 với 15 thì chắc chắn đặt cái 5 này, x mũ 2 mà đây x chắc chắn là đặt x, chứng tỏ thầy sẽ tách cái chỗ vị trí đây trở thành là 5 nhân x đó, để có cái 5x để đặt ra chung nha. Còn chỗ đây thầy sẽ tách trở thành là 5 nhân 5x nhân 3 này. Còn ở đây ngoài ra nó còn có là 3x x trừ 2y với x trừ 2y này chung nữa nha. Như vậy ở đây thầy sẽ đặt trở thành là 5x nhân x này. Đây nhân cho x trừ 2y này. Thầy hơi nghẹt mũi em. Cái này là trở thành 5x nhân cho 3 này. Nhân cho x trừ 2y này. Các em thấy có cái gì chung này? Có cái gì chung này? Đó chính là gì? 5x này với lại gì? X trừ 2y chung. Đúng không nào? Bên trong còn lại ở đây là còn x này, cái này còn số 3 này. Như là x trừ này 3. Xong. Các em hiểu chưa? Chúng ta đi sang câu C nhé. Ba x trừ y trừ 5x nhân y trừ x. Đó. Bây giờ các em thấy ở đây là x trừ y mà đây là y trừ x, chứ còn hệ số thì chắc chắn không có giống nhau rồi. Để chúng ta chỉ đặt cái ngoặc thôi. Như vậy đây là x trừ y mà đây y trừ x. Chúng ta ước gì? Ước rằng là cái này nó trở thành là x trừ y hoặc là cái này là y trừ x để cho nó giống nhau để chúng ta đặt. Thì để biến được cái điều ước đó thành hiện thực thì đây. Chúng ta chú ý này. Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung, ta cần đổi dấu các hạng tử lưu ý tới tính chất A thì bằng là A trừ A. Ha. Như vậy thì thầy sẽ tiến hành đổi. Đổi cái nào? Các em bây giờ muốn đổi cái này hay đổi cái này? Theo thầy đổi cái Y trừ X đi. Như vậy thầy sẽ vì trước. Vì Y trừ X ấy, thì nó sẽ bằng là âm X trừ Y. Nha. Thầy đặt dấu trừ đằng trước, thầy đóng ở ngoặc thì cái này nó sẽ quay chiều trở lại. Thầy sẽ thế cho đây. Như vậy sẽ bằng là 3 nhân x trừ y. Trừ 5x cứ để đó đi. Thì y trừ x này thầy sẽ thế bởi là trừ cho x trừ trừ y. Được chưa? Giờ hiểu không nào? Bằng tiếp. 3 nhân x trừ y cứ để đó. Trừ nhân trừ này. Các em thấy nào? Trừ với trừ để thành cộng 5x. Thầy bỏ cái ngoặc vuông này ra là x trừ trừ y. Được chưa? Nhưng mà các em thấy có x trừ y ra chung thì thầy đặt nó ra chung thì bên trong còn lại là 3 cộng cho 5x. Được chưa nào? Đó. Đó chính là toàn bộ cái bài làm của chấm hỏi 1. Các em nghe thầy chia sẻ chút xíu. Thầy chuẩn bị mở cái khóa học online. Có thu phí, nhưng mà thu phí đây là thầy sẽ thu phí ở trong sách bài tập và chuyên đề. Như vậy đối với lớp 8 của các em là thầy có quay cái gì? Đó chính là sách bài tập hóa 8 và chuyên đề dành cho học sinh giỏi hóa 8. Nghĩa là chứ còn toán 8 thì thầy chưa có thời gian quay. Thầy nói thẳng như vậy. Còn riêng sách giáo khoa, toán hóa sinh, sách giáo khoa, tất cả các clip là hoàn toàn miễn phí. Các em cứ yên tâm. Nhưng mà thầy đang hoàn thành, trong quá trình hoàn thành chứ thầy cũng chưa mở khóa học liền, tại vì thầy chưa quay kịp, chưa quay đầy đủ. Chắc tầm khoảng một tuần nữa là thầy sẽ ra. Bạn nào có nhu cầu thì chúng ta sẽ đăng ký vào cái đơn đăng ký của thầy đó, cũng giống như tất cả các thầy cô khác. Nhưng đối với thầy thì riêng sách giáo khoa thì thầy sẽ dạy hoàn toàn miễn phí, còn riêng sách bài tập và chuyên đề học sinh giỏi thì thầy sẽ thu phí để mà
gọi là đó là động lực để thầy tiếp tục đồng hành với các em, đúng không? Chứ không thầy quay thì cả tối cả ngày rồi buổi tối nữa rất là mệt, nhưng các em phải bồi dưỡng để là lấy lại công sức cho thầy, được chưa nào? Ok, chúng ta đi sang phần chấm hỏi 2 nhé. Rồi chúng ta đi sang chấm hỏi 2. Tìm x sao cho 3x mũ 2 trừ 6x bằng 0. Trước khi đi tìm x bài này, các em nhớ thầy công thức đây. A nhân B bằng 0. Thì chúng ta suy ra giùm thầy là A sẽ bằng 0 và B này sẽ bằng 0. Nghĩa là khi cái tích A nhân B bằng 0 thì chúng ta sẽ có công thức đó. Thì chúng ta áp dụng công thức trên vào cái bài này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái này ra thừa số chung. Như vậy chúng ta xét về hệ số này, 3 với 6 chúng ta sẽ đặt 3, x mũ 2 với x thì chúng ta sẽ đặt x. Như vậy thầy sẽ biến đổi cái 3x mũ 2 nó trở thành là 3x nhân x. Còn 6x thầy sẽ biến đổi 3x nhân cho 2 sẽ bằng 0, đúng không nào? Thầy sẽ đặt 3x này ra chung. Bên trong còn lại là x trừ trừ 2 bằng 0. Như vậy thầy sẽ áp dụng công thức này. Như vậy a này sẽ tương ứng với 3x, b này tương ứng với x trừ 2 bằng 0, thì thầy sẽ cho 3x này bằng 0 và x trừ 2 này sẽ bằng 0 ha. Thầy sẽ suy ra là cái dấu này là dấu hoặc nha, 3x này bằng 0 và x trừ 2 này sẽ bằng bằng 0, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta suy ra tiếp, 3 nhân x bằng 0 thì x này sẽ bằng mấy? 3 nhân x bằng 0 thì x sẽ bằng 0 chia 3 cũng là bằng 0, x trừ 2 bằng 0 thì x sẽ bằng bằng 2. Vậy thôi. Được chưa? Đó chính là cái bài làm chấm hỏi 2. Nếu như các em cảm thấy mà thầy dạy hay mà dễ hiểu thì các em cũng nên đăng ký vào cái khóa học. Tại vì cái mức thu phí của thầy nó rất là rẻ, cũng giống như các thầy cô khác là 200.000 là một học kỳ. Nhưng mà thầy chỉ quay hóa thôi, hóa 8, xếp bài tập hóa 8 với là chuyên đề học sinh giỏi hóa 8 thôi. Chứ còn toán thì thầy cũng rất là muốn quay cho các em xếp bài tập và chuyên đề, nhưng mà thầy chưa có thời gian. Như vậy thì các em có nhu cầu thì các em cứ comment để thầy xem thử là các em có muốn hay không muốn nha. Ok, chúng ta đi sang phần bài tập nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập. Thì trong cái phần này gồm có 4 bài, thì chắc có lẽ thầy sẽ giải hết luôn cho các em luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sang bài 39. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Nên có câu A, 3x trừ 6y. Thì ở đây chúng ta có này, bằng, chúng ta xét về hệ số và biến. Hệ số thì 3 với 6 thì chắc chắn thầy sẽ đặt lại số thấp là số 3. Còn biến ở đây là x với y thì nó không giống nhau thì không thể nào mà đặt chung được đâu. Như vậy đây là 3 nhân x, ở đây thầy sẽ tách trở thành là 3 nhân cho 2y, đúng không nào? Thầy sẽ đặt 3 ra chung, thì bên trong này còn là x trừ 2y. Đó, đó chỉ nhanh như vậy thôi nha các em. Câu B, 2 phần 5 x mũ 2 cộng 5 x mũ 3 cộng x mũ 2 y bằng này. Bây giờ chúng ta xét về phần hệ số thì chúng ta thấy đây 2 phần 5, đây 5 mà đây 1, người ta không biết nghĩa là 1, thì chúng ta không thể nào đặt cái gì ra chung được. Nhưng bây giờ chúng ta xét tới phần biến, đây x mũ 2, đây x mũ 3, cái đây x mũ 2, chứ còn y ở đây không có, đây không có thì y cũng không thể nào chung được. Chứng tỏ là cái mũ 3, mũ 2 thì thầy sẽ đặt là mũ 2 ra chung, đúng không nào? Như vậy thầy sẽ viết lại một bước nữa để thầy tách thẳng ra x mũ 2 này. Cái chỗ này thầy đặt mũ 2 thì thầy sẽ đặt x mũ 2 ra trước, thì bên trong này còn là 5x cộng x mũ 2 y ha. Thầy sẽ tiến hành đặt x mũ 2 ra chung, thì bên trong còn lại đây là 2 phần 5 cộng ở đây là 5x cộng ở đây chính là gì? Y. Có đúng chưa nào? Hiểu không? Rồi, ok, chúng ta đi sang bài câu C nhé. Rồi, câu C, 14x mũ 2 y trừ 21x y mũ 2 cộng 28x mũ 2 y mũ 2 bằng này. Bây giờ chúng ta nhìn nhận vào cái hệ số trước, 14, 21, 28 thì để nói mà 21, 28 thì cũng không thể chia được 114 đâu. Nhưng thầy biết có một số mà cả ba số này chia hết, đó chính là số 7 nè. Thì đây thầy chia 7 này, chia 7 này, 7 được rồi đấy. Còn về biến này, x này, mũ 2 này, x mũ 1 này, x mũ 2, thầy sẽ đặt x ra chung nha.
Còn ngoài y thì đây y mũ 1, y mũ 2, y mũ 2 thầy đặt y. Như vậy thì hồi nãy hệ số là thứ nhất là số 7, thứ hai là biến thì đó chính là x với y đúng không nào? Thì ở đây thầy chỉ tách để thành x y nhân. Cái này còn là 2. Đây là còn là x tại vì x mũ 2 đúng không nào? Trừ ở đây thầy cũng tách trở thành là 7 x y, để tí thầy đặt cái này ra chung á. Thì 7 x 3 là 21, đây là hệ số còn 3. X là ra đây rồi. Y còn là 3y cộng 7 x y thì bên trong đây còn là 4 nè. X y thì còn đây là x y ha. Thầy sẽ đặt 7 x y ra chung. Bên trong còn lại là 2x trừ 3y cộng cho 4 x y. Vậy thôi. Bài này chúng ta làm như vậy nhá. Ok. Chúng ta đi sang câu D nha. 2/5 x y trừ 1 trừ 2/5 y y trừ 1. Như vậy ở đây chúng ta thấy một điều như nào. Thứ nhất hệ số là 2/5 thì được rồi. X với y này không thể giống nhau, không thể đặt ra chung. Có y trừ 1 này. Như vậy thì cái này thầy đặt ra luôn nhá. 2/5 y trừ 1 ra chung thì bên trong còn lại là x trừ trừ y, thấy chưa? Tại vì nó dễ nên thầy làm luôn nhá. Ok. Chúng ta đi sang bài cuối cùng là câu E nhá. Câu E thầy đẩy lên như này rồi làm luôn nha. E. 10x x trừ y trừ 8y nhân cho y trừ x. Bây giờ chúng ta sẽ xét về phần hệ số trước. 10 với 8 thì chúng ta sẽ đặt mấy? Là 2 đúng không nào? 2. X với y này không giống nhau, nhưng mà x trừ y với y trừ x này, chúng ta ước gì cái này là trở thành x trừ y. Chúng ta biến điều ước đó thành hiện thực, đó chính là vì y trừ x này sẽ bằng là âm cho, chúng ta đặt chỗ trừ thì quay ngay lập tức nó sẽ quay ngược trở lại như thế này. Được chưa nào? Đó. Thì bây giờ thầy sẽ bằng 10x x trừ y cứ đợi đó đi. Trừ 8y. Thầy nhân ở đây trừ cho x trừ trừ y. Được chưa nào? Rồi ở đây thầy sẽ 10x x trừ y trừ với trừ nè các em. Trừ nhân trừ nè. Trừ nhân trừ thì thành cộng 8y x trừ y. Như vậy ở đây thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Ở đây thầy sẽ là 2. Hồi nãy thầy đã nói hệ số 2 với x trừ y đây, x trừ y thì bên trong còn lại 2 thì còn là 5 nhân cho thầy x cộng đây là 2 x trừ y thì bên trong còn lại là 4y đúng không nào? Thì thầy sẽ đặt là 2 x trừ y này ra chung thì bên trong còn lại là 5x cộng cho 4y. Đó. Đó chính là câu E. Kết quả cuối cùng thì em. Được không nào? Dễ hiểu không nào? Nếu mà chúng ta nghe được cái khóa học của thầy thì các em cũng chia sẻ giùm thầy. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần. Nếu bạn nào có nhu cầu thì sẽ hỏi ý kiến của bố mẹ rồi đăng ký vào khóa học online của thầy. Và khi đó thầy chỉ có cái đơn đăng ký cụ thể để các em để đăng ký, để chuyển về mail của thầy và thầy sẽ gửi cái đường link mail trong cái khóa học để các em học. Được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 40 nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 40. Tính giá trị của biểu thức. Tính giá trị biểu thức thì ở đây câu A. 15 nhân 91,5 cộng 150 nhân 0,85 sẽ bằng, các em thấy này. Ở đây 150 mà ở đây 0,85 thì thầy chỉ tắt ha. 15 nhân cho 91,5 thầy để đó đi. 150 này thầy sẽ tách trở thành 15 nhân cho 10 nhân cho 0,85. Thì 15 nhân 91,5 cứ để đó, 15 ha. Thầy lấy 10 nhân cho 0,85 thì bằng là 8,5 đúng không nào? Thì ở đây các em thấy có 15 này chung, thầy sẽ đặt là 15 này chung. Bên trong còn lại là 91,5 cộng cho 8,5, đúng chưa? Như vậy 15 nhân ở đây cộng lại thì sẽ bằng 100. Thì đây sẽ bằng 1.500. Em có hiểu không nào? Rất là dễ hiểu đúng chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang câu B nhé. Rồi câu B. Cho ở đây là tài. Tài nghĩa là chỗ nào có x thì chúng ta thế bằng 2001. Chỗ nào có y thế bằng 1999. Nhưng mà trước khi thế thì chúng ta phải tiến hành đặt nhân tử cung chung rồi thu gọn nha em. X nhân cho x trừ 1 trừ y 1 trừ x. Chúng ta lại ước một lần nữa đi. Đây x trừ 1 thì đây 1 trừ x. Chúng ta vì nhá, ước 1 trừ x này
Thầy đặt dấu trừ thì quay ngược trở lại như này. Ta nhớ giúp một cái công thức này nha. Cứ muốn quay ngược trở lại, đặt dấu trừ và đóng mở ngoặc thì nó sẽ quay lại thôi. Chỉ bằng tiếp x nhân cho x trừ 1 trừ y. Nhân ở đây thầy sẽ nhân cho 1 trừ x, thầy sẽ nhân cho trừ cho x trừ 1. Được chưa nào? Bằng tiếp x nhân x trừ 1 để đó đi. Trừ về trừ em thấy nào? Trừ nhân trừ thì thành cộng. Y nhân cho x trừ 1. Bằng tiếp thầy sẽ đặt x trừ 1 ra chung. Bên trong còn lại là x cộng cộng y. Các hiểu không nào? Ok. Bây giờ thầy ký hiệu đây là 1, thầy ghi là thế x bằng 2001 với y bằng 1999 vào 1. Vào 1 là vào chỗ này này. Nghĩa là chỗ nào có x thì chúng ta thế bằng đây, chỗ nào có y thế bằng đây thì thầy sẽ bằng. Bây giờ x thầy sẽ ghi là 2001 trừ cho 1 nhân cho x cộng y. 01 cộng cho 1999. Đúng không nào? Thầy sẽ bằng ở đây là 2000 đúng không nào? Ở đây thầy sẽ nhân cho 4000 đúng không nào? 24 là 8, thầy sẽ đếm số 0 thôi. 6 số 0. 1 2 3 4 5 6. Được chưa? Các bước làm là như vậy. Thầy là người thầy luôn luôn nhiệt tình với các em và luôn luôn chia sẻ. Còn cái khóa học đó là mục đích để là thu lại gọi là một ít công sức của thầy và cô bỏ ra thôi. Được chưa? Chúng ta đi sang bài 41. Rồi, thì cái dạng bài 41 này nó giống như cái chấm hỏi hồi nãy thầy đã hướng dẫn cho các em tìm x. Nhớ cái công thức này lại một lần nữa nha. Đó. Được chưa? Chúng ta có câu A. 5x nhân cho x trừ 2000 trừ x cộng cho 2000. Thì đối với dạng này thì em thấy này, x trừ 2000 mà đây là trừ x cộng 2000, thầy đặt dấu trừ đằng trước, đóng ở ngoặc thì cái này nó sẽ trừ này thành cộng, cộng này thành trừ ha. Như vậy thì tương đương 5x nhân x trừ 2000 đây, thầy đặt dấu trừ đằng trước, mở ngoặc ra thì x này vào thì cái dấu cộng này trở thành dấu trừ. Nguyên quy tắc đổi dấu là như vậy nha. Như vậy các em thấy có x trừ 2000 ra chung, thầy sẽ đặt x trừ 2000 này ra chung. Bên trong còn lại ở đây là 5x trừ, chỗ đây các em nói là bao nhiêu? Đó chính là số 1 nha. Được chưa nào? Ở đây có dạng là A nhân B bằng 0 này, thì thầy sẽ suy ra x trừ 2000 sẽ bằng 0, 5x trừ 1 này sẽ bằng 0. Thầy suy ra ở đây x sẽ bằng 2000, đúng không nào? 5x thầy chuyển vế về đây, nó sẽ bằng 1 ở đây. Như vậy suy ra một bước nữa, x sẽ bằng 2000 và x này sẽ bằng 1 chia cho 5. Được chưa nào? Thế thôi. Đây là hack nha em. Hack cái này. Đó. Rồi chúng ta đi sang câu B nhé. Rồi câu B. X mũ 3 trừ mũ 3x bằng 0. Như vậy thì ở đây em thấy có gì chung? Hệ số thì không thể chung rồi. Giờ biến đây x mũ 3 mà đây x, thì thầy tới thời điểm giờ thầy sẽ đặt x ra chung ha. Bên trong còn lại x mũ 2 trừ mũ 3 bằng 0. Tới đây chúng ta sẽ suy ra được giùm thầy là x sẽ bằng 0 này, A nhân B bằng 0 này, và x mũ mũ 2 trừ mũ 3 bằng 0. Tương đương tiếp đây x bằng 0 cứ để đó. Thầy sẽ làm là x mũ 2 sẽ bằng 10. 3 chuyển vế đổi dấu các em. Tương đương x sẽ bằng 0. Các em thấy cái x nào mà mũ 2 mà bằng 0 thì cái x này sẽ có hai giá trị. Thứ nhất là căn bậc 2 của 13 và x này sẽ bằng âm căn bậc 2 của 13. Móc mũ 2 này thêm căn, hoặc là lấy cái này vô bình phương thì nó ra bằng 13. Được chưa nào? Như vậy nó có 3 giá trị như vậy. Ok. Chúng ta đi sang bài 42 cuối cùng nha. Bài 42. Chứng minh rằng là 55 mũ n cộng 1 trừ 55 mũ n chia hết cho 54. Chia hết thì 3 dấu chấm đúng không nào? Thì nó cũng đơn giản thôi các em. Chúng ta sẽ xuất phát từ cái vế này. Chúng ta bằng 55 mũ n cộng 1 thì thầy sẽ tách trở thành 55 nhân cho 55 mũ 1. Đúng không nào? Cùng cơ số thì lấy hai số mũ bằng nhau thì bằng cái đây nè.
trừ 55 mũ n. Chúng ta bằng tiếp 55 mũ n ra chung, tại vì ở đây có chung đây thì 55 mũ mũ 1 thì nó cũng là 55. Ngay chỗ đây nghĩa là không ghi, nghĩa là số 1 này trừ cho 1 nó sẽ bằng là 55 mũ n. 55 trừ 1 là 54. Cái này chắc chắn sẽ chia hết cho 54, tại vì nó có cái tích 54 đây. Hiểu không nào? Đó, n thuộc tập hợp số tự nhiên. Rồi, điều phải chứng minh. Đọc phải con mũi ngay. Rồi, đó chính là toàn bộ cái clip hôm nay. Thì sang clip sau thầy sẽ quay cho các em bài số 7 là bằng phương pháp hàng đẳng thức ha. Thì nếu các em thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ cho các bạn. Rồi nhớ đăng ký vào khóa học online, khi mà thầy mở để đăng ký thì các em hãy đăng ký vào đó để mà nhận được cái đường link chia sẻ qua Gmail được chưa nào. Và học phí như thế nào thì các em sẽ đọc cái đơn đó, các em sẽ biết cái hình thức thanh toán cho thầy. Cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Và riêng sách giáo khoa thì các em cứ yên tâm, thầy sẽ tiến hành up miễn phí cho các em và dạy cực kỳ nhiệt tình, chứ không phải là không up. Cứ yên tâm nha các em nha. Ok, và nhớ có quảng cáo thì click ủng hộ thầy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo.